Hồi nãy khi nghe chia sẻ thì anh Nam Phong có nói là anh Vũ là hay quạo hả? Khó tính á. Khi vô công việc á thì anh Vũ cũng sẽ tập trung vô công việc cao độ lắm, nên khi mà mình ở ngoài có loạn trọn hay mình nói gì mà sơ sức cái là sẽ bị quầm liền. Rồi những lúc như vậy thì anh làm gì? Mình cũng khó chịu nhưng mà mình cũng phải nhường nhịn, tức là mình phải hiểu cho xong công việc, có gì mình sẽ góp ý sau đó. Dạ, vậy có làm biếng không anh? Trong công việc thì rất là nghiêm túc, nhưng ở nhà thì cực kỳ làm biếng luôn. Ủa, được quyền mà. À, thì thôi, mình đi làm nhiều quá, ở nhà cái mình lười, mình nằm, mình ngủ thật là nhiều. Em đâu có cầm lên gì đâu mà anh. Ủa, sao tại anh, em chỉ anh nhìn thấy thôi. Em cái nhìn không. Mình một cặp mắt rất em là ngưỡng ngạc mộ nhiên. Thôi, em ngưỡng mộ, đó là bí quyết tại sao anh Nguyên Vũ trẻ như vậy. Thành Như biết không, thật ra thì đối với Vũ, khi đi ra ngoài làm việc thì rất là hết mình. Và khi về được đến nhà hay về đến cái căn phòng của mình á, mình nó giống như là một cái không gian riêng tư, mình tự nhốt mình vô trong cái phòng. Vũ có thể nói là cũng gần 30 năm ca hát rồi. Nó trải qua rất nhiều cái thăng trầm, những cái khổ cực, những cái hỉ nộ ái ố, những cái gì mà có thể các bạn trẻ nổi tiếng sau này chưa bao giờ có được. Bây giờ nó đã khác đi rất là nhiều. Mọi thứ nó đều có sẵn so với những năm về trước. Thì Vũ là một trong những ca sĩ cái thời đó phải đi hát mà muốn gặp được khán giả ở xa thì mình phải đi đến tận nơi, mình phải đi trên những cái chuyến xe 50 chỗ ngồi đó, trên đó có chứa nào là dụng cụ âm thanh, ánh sáng, rồi cầm ăn đỡ cái ổ bánh mì, hoặc là tới nơi không có khách sạn. Mình chỉ tới nơi là mình chỉ có xin được khán giả vô cái chỗ của nhà dân, để trên cái đèn leo lét đó mình tự make up và tự hát. Thì khi mà mình về mình đóng cửa phòng lại đó, thì mình sợ mất những cái ngày tháng đó lắm. Như có nhiều người cũng nói là những ca sĩ những cái thời điểm đó hết thời rồi. Nhưng mà cái giá trị của những cái ca sĩ mà hết thời đó, bạn chưa chắc bạn có được. Trải qua cái cuộc sống để mà biết được là cái nghề của mình nó khó khăn, nó như thế nào. Nó là một cái kỷ niệm vô giá. Em đồng ý. Khi mà anh Vũ chia sẻ thì đúng là một con người mà họ đã có quá nhiều trải nghiệm như vậy, họ có quyền kỹ tính anh. Tại cái điều khó nhất là mình trải qua mà người ta không có dịp trải. Nhưng mà bớt khó lại. Vậy thì anh Phong, anh có cái tính gì xấu làm cho anh bực không? Chứ nãy giờ anh nói là anh xấu không đó. Đối với Vũ, Phong là một người đúng nghĩa cái chữ sự chi kỷ. Dạ. Vũ nợ Phong cái ân tình nó rất là nhiều. Có thể mình nghĩ rằng là mày làm sao bằng tao? Tao đi diễn bao nhiêu năm trời, cái gì tao cũng biết. Mày nhỏ hơn tao thì làm sao mày biết được chứ. Nhưng không, có những cái mà bây giờ thời đại nó đã khác rồi. Các bạn trẻ có những cái suy nghĩ khác rồi. Nhưng mà nếu mà mình cứ giữ cực khư cái sự cố chấp đó thì mình không bao giờ tiến bộ được. Em đồng ý. Hả? Nhưng mà lúc nói thì vẫn bị ghét nha. Bây giờ vậy thì anh Nam Phong phải chấp nhận cái chuyện mà chấp nhận cái sự nổi điên trước đi. Rồi sau đó sẽ nghe cái gu rồi, cái xì tai rồi. Chia sẻ rất nhiều về quan điểm sống, về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên vẫn còn những câu hỏi do khán giả đặt ra cho hai anh. Chúng ta hãy cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Câu hỏi của khán giả dành cho hai anh: ấn tượng đầu tiên đi hát của anh Nguyên Vũ và lần đi diễn thời trang của anh Nam Phong là gì? Hãy kể những ký ức vui của thời ấy. Kể anh trước ha. Hồi những cái ngày đầu mà Vũ đi hát á, Vũ còn nhớ là lúc đó không có micro xem phim micro không dây như bây giờ đâu. Micro dây dài vậy nè. Ở giữa sân khấu hay có cái đèn quay trái châu. Nguyên một cái sân khấu chỉ có cái đèn đó duy nhất thôi. Quay cho nó có màu sắc. Thì Vũ hát á, không có biết xử lý cái micro. Một hồi nữa cái đèn nó quay, nó quấn cái dây micro, nó dây quấn một hồi nữa. Nguyên Vũ cứ dây nè, hát xong rồi phải cúi xuống. Thế là cũng không biết bằng cách nào, chỉ có lanh lúc đó là cầm cái chui giật bực ra như vậy thôi. Rồi thế là vô bầu xô chửi quá trời chửi luôn. Chửi mà ngồi khóc hu hu luôn. Quý vị biết không, ngày Tết thì khán giả dưới quê họ thích mình. Mình thì hát ở trên sân khấu, mà khán giả cứ cầm những chùm xoài, xoài non, rồi xoài cốc non. Ở nhà có cây, nhà lá vườn có cái gì là họ đem họ biểu cho mình. Nó hát mà nuốt nước bọt vô trong mà không bao giờ quên được. Dễ thương á. Thế còn anh Nam Phong? Chuyến lần đầu tiên nó không được đi lưu diễn giao lưu văn hóa Việt Pháp. Mình lần đầu tiên đi nước ngoài nữa thì qua tới đó cái anh mà nhà thiết kế thời trang á thì lại không đưa đồ cho người mẫu diễn ở đây, bỏ show luôn á. Bắt đầu mình phải ra đăn nỉ ảnh, xong người ta ở lại thì bên chương trình lại là bị hụt hẳn, không có người làm tóc, không nhảy cái làm tóc cho người mẫu luôn. Làm tóc đẹp lắm, tài hoa quá. Vậy nếu như mà quay trở lại những ngày đầu chọn nghệ thuật, hai anh có quyết định là chọn nghệ thuật là con đường của mình không?
anh vẫn chọn. Đó là một cái điều đam mê rồi. Thế còn anh Nam Phong? Nam Phong vẫn chọn cái con đường là đi làm tôi biết. Nó cho mình mạnh mẽ hơn, cho mình là ý thức được là nó xung quanh mình không phải là ai cũng tốt. Mình thấy được nhiều cái nó dùng từ là phũ phàng luôn, nhưng mà nó không phải là làm cho mình gục ngã mà nó làm cho mình mạnh thêm, và mình có thể làm được những chuyện lớn hơn qua những cái trải nghiệm đó. Em cảm ơn hai anh. Quý vị khán giả theo dõi, quý vị sẽ thấy là ở trong một cái tình bạn tri kỷ này, họ không có khen nhau quá nhiều, họ cũng không có nói với nhau những lời ngọt ngào, nhưng mà sao tự nhiên như ngồi như xem thì em lại cảm thấy một cái điều gì đó nó rất là dễ thương, nó rất là khăng khít và nó rất thật với nhau. Hôm nay nhân cái dịp tham gia chương trình giải mã tri kỷ, đó là giây phút chúng ta thật lòng với nhau nhất. Chúng ta hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi.